Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa, để cho mưa lần la hỏi thăm. Xin chào mọi người, chào mừng anh chị trở lại với channel Dùng Bất Động Sản Bà Rịa Vũng Tàu. Thế thì hôm nay Dùng sẽ lên cho anh chị một sản phẩm lời ngay khi mua, nằm trong khu tái định cư Sona Đề Di Châu Đức. Đấy, thì ngay vị trí của Dùng đang đứng đây là trục chính của khu tái định cư anh chị ạ. Và lô đất này ở thời điểm cao điểm nó giao dịch ở 2 tỷ 1, 2 tỷ 2, và hôm nay nó chỉ có giá 1 tỷ 350 thôi. Lô đất ngay đây luôn anh chị ạ, ngang 5 đó, từ mép gốc cây sang bên này 5 mét và sâu vào 20 mét, phun thổ cư. Đấy, đất phun thổ cư sổ hồng sản. Như anh chị thấy thì hạ tầng ở trong khu này nó rất là đẹp, đường nhựa 10 mét vỉa hè mỗi bên 5 mét anh chị. Và đặc biệt hơn nữa, lô đất này nó đối diện với khu đất trước mặt mà anh chị đang thấy, nó là khu quy hoạch xây dựng trường học, xây dựng công viên. Đây là trục chính luôn anh chị. Và anh chị biết không, xa xa ở đó là khu dân cư Hiệp Phước, nằm trong khu công nghiệp Sona Đề Di. Tức là vị trí của mình ở đây mà đi qua khu công nghiệp nó chỉ tầm 600m thôi anh chị, 600m. Và theo hướng bên này mình sẽ vào khu trung tâm của suối Nghệ. Ở đó nó có đầy đủ tiện ích dịch vụ cũng như là trung tâm hành chính luôn đó. Và với cái giá trị của lô đất này hiện tại bây giờ nó chỉ có 1 tỷ 350, thì anh chị thấy nó tiềm năng hay không thì anh chị tự cảm nhận nhé. Nhưng mà giá đã giao dịch là 2 tỷ 2 rồi đó. Và sau đó anh chị nào mà có nhu cầu tìm kiếm những cái sản phẩm như thế này thì vui lòng liên hệ Dùng qua số điện thoại 0908 741 668 để có thể nhận được thông tin chi tiết cũng như là giá tốt nhất thị trường nha anh chị. Dùng xin cảm ơn ạ. Thì vừa rồi là một số cái hình ảnh của khu tái định cư Suối Nghệ cũng như là khu công nghiệp Sona Đề Di Châu Đức, nhìn từ khu tái định cư đi khu trung tâm Suối Nghệ. Anh chị nào quan tâm đến cái sản phẩm trên thì vui lòng liên hệ cho Dùng nhé, qua số điện thoại 0908 741 668. Và anh chị nào yêu thích thì cho Dùng xin một like cũng như là một đăng ký kênh để có thể là nhận được những cái thông báo mới nhất từ những cái sản phẩm giá tốt mà Dùng đăng lên nha anh chị. Một lần nữa Dùng xin cảm ơn và hẹn gặp anh chị ở những cái sản phẩm giá tốt tiếp theo ạ.